Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, đậu đen từ lâu đã được biết đến là loại hạt ngon, bổ, rẻ, được nhiều người ưa thích. Trong thành phần của đậu đen có chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng giải nhiệt, giải độc và cung cấp năng lượng cùng chất xơ. Theo nhiều nghiên cứu, trong thành phần của hạt đậu chứa phốt pho, canxi, vitamin, axit amin, chữa thận yếu rất tốt. Đây cũng là hoạt chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, đậu đen mang đến công dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa, chữa cao huyết áp, bổ thận, chữa suy giảm chức năng thận tích cực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thực hiện bài thuốc bằng đậu đen đúng cách nhất. Mặt khác, bên cạnh bài thuốc này, người bệnh cũng cần kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt thì mới tạo hiệu quả tối ưu. Vậy những người có bệnh về thận nên sử dụng đậu đen như thế nào? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu trong video sau đây nhé! Cách trị thận yếu tại nhà bằng đậu đen. Trong dân gian có nhiều bài thuốc có nguyên liệu chính từ đậu đen. Người bệnh có thể sử dụng kết hợp nhiều bài thuốc để điều trị căn bệnh này. Tuy nhiên, bạn cần kiên trì và tuân thủ công thức chế biến nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. Ưu điểm của bài thuốc chữa thận yếu bằng đậu đen là dễ kiếm, dễ thực hiện và không tốn kém nhiều chi phí. Bài thuốc này cũng vô cùng an toàn, lành tính nên bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Tác dụng càng cao nếu áp dụng ngay khi phát hiện các biểu hiện thận yếu ở nữ hoặc nam giới. Hãy tham khảo một số bài thuốc ngay dưới đây nhé. Thứ nhất, bài thuốc đậu đen và cỏ tranh. Với bài thuốc này, bạn chỉ cần chuẩn bị 100g đậu đen còn tươi và 15g cỏ tranh. Bằng những nguyên liệu này, bạn thực hiện như sau. Nhặt sạch đậu đen, loại bỏ những hạt bị hỏng, sâu, mọt để không ảnh hưởng đến chất lượng bài thuốc. Tương tự như vậy với cỏ tranh, bạn cũng cần nhặt những lá héo, vàng úa, sâu hỏng đi. Tiếp theo, bạn rửa sạch tất cả nguyên liệu trên rồi để ráo nước. Sau đó, bạn đem tất cả nguyên liệu sắc với lượng nước phù hợp. Sau khi đun khoảng 10 phút, bạn lọc bỏ bã và lấy nước cốt để uống. Với hỗn hợp nước thuốc này, người bệnh uống ngay khi còn ấm là tốt nhất và sử dụng hết trong ngày. Tuyệt đối không để thuốc qua đêm sẽ gây phản tác dụng. Áp dụng đều đặn bài thuốc chữa thận yếu bằng đậu đen và cỏ tranh này trong tối thiểu 1 tháng để thấy triệu chứng thuyên giảm đáng kể. Khi đó, tinh chất của đỗ đen và cỏ tranh sẽ đi vào cơ thể, ít tiểu và đào thải những chất độc hại còn sót lại, đồng thời hỗ trợ hoạt động của thận một cách tích cực. Thứ hai, bài thuốc với đậu đen rang trái cạnh. Bài thuốc này có nguyên liệu vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm đậu đen là đủ. Cách thực hiện như sau. Người bệnh nhặt sạch những hạt đậu đen bị sâu, hỏng ra ngoài. Sau đó bạn mang tất cả đậu đen vừa nhặt được, đem rửa sạch và để ráo nước. Tiếp đến, bạn chuẩn bị một chiếc chảo khô, đổ tất cả đậu đen ở trên vào, rang cho đến khi chín vàng. Đậu đen khi chín sẽ có mùi thơm đặc trưng. Bạn cũng cần lưu ý, không nên rang quá lâu sẽ làm cháy hạt đậu và giảm đi tác dụng của bài thuốc. Đậu đen khi rang xong chưa sử dụng hết, có thể để vào lọ dùng dần. Mỗi lần dùng, bạn cho một chút đậu đen vào nước nóng và hãm như pha trà để uống. Bài thuốc từ đậu đen rang cần được sử dụng hết trong ngày và áp dụng kiên trì tối thiểu 1 tháng. Với bài thuốc này, bạn sẽ cảm thấy rõ ràng triệu chứng của bệnh như tiểu đêm, sinh lý kém sẽ cải thiện trông thấy. Thứ ba, cách điều trị thận yếu bằng đậu đen cùng nhọ nồi. Bài thuốc từ đậu đen và nhọ nồi cần hai nguyên liệu chính bao gồm 40g đậu đen tươi và 30g nhọ nồi. Với bài thuốc này, bạn cũng cần nhặt sạch những hạt đậu bị sâu mọt hay hỏng. Tương tự như vậy với nhọ nồi, bạn cũng cần bỏ đi những lá úa, hỏng, sâu bệnh, không để ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh. Sau đó, bạn rửa sạch tất cả các nguyên liệu kể trên, rồi để ráo nước. Tiếp theo, bạn
bạn rang chín đậu đen đến khi thấy mùi thơm là được. Bạn bỏ tất cả đậu đen và nhỏ nồi vào nồi nước, rồi mang đi sắc. Khi nồi nước sôi, bạn để nhỏ lửa và nấu trong vòng 30 phút, rồi tắt bếp. Khi sử dụng bài thuốc này, bạn hãy uống khi đang còn ấm và uống hết ngay trong ngày. Bài thuốc cần được sử dụng liên tục từ 2 đến 3 tháng để thấy hiệu quả khác biệt. Thứ tư, cách chữa thận yếu bằng đậu đen và vừng đen. Chữa thận yếu bằng đậu đen và vừng đen là bài thuốc vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị 100g đậu đen và vừng đen. Sau đó, bạn rửa sạch đậu đen rồi để rau nước. Bước tiếp theo, người bệnh rang đậu đen cùng vừng cho đến khi tỏa ra mùi thơm là được. Sau đó, bạn tác nhuyễn cả hai nguyên liệu này thành hỗn hợp bột mịn. Mỗi lần dùng, bạn lấy 2 thìa bột, pha cùng nước ấm và uống trước bữa ăn 30 phút. Bài thuốc này sẽ giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, ngăn cản tổn thương và dứt điểm triệu chứng. Hãy sử dụng tối thiểu 1 tháng để cải thiện rõ ràng những thay đổi nhé. Với những bài thuốc kể trên, để tránh những rủi ro có thể xảy ra, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, cần kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học, điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Bạn cần bỏ qua chất kích thích, thực phẩm nhiều muối và kali trong thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, hãy hạn chế đi uống nhiều nước vào ban đêm để tránh triệu chứng tiểu đêm. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về thận, đó là do chế độ ăn uống. Thận đóng vai trò lọc máu và bài tiết chất độc hại không cần thiết ra ngoài qua đường nước tiểu. Do đó, các loại thức ăn dung nạp vào cơ thể có thể ảnh hưởng tới thận. Những người bị bệnh thận là các chức năng của thận đã phần nào bị ảnh hưởng. Các thức ăn giảm gánh nặng cho thận là những thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận. Những người bị bệnh thận luôn thắc mắc loại thực phẩm nào tốt cho người bệnh thận. Dưới đây là 8 thực phẩm tốt nhất cho người bệnh thận. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, quả mâm xôi. Quả mâm xôi là một trong các loại quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong quả mâm xôi có chứa nhiều các loại khoáng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, quả mâm xôi có khả năng tăng cường sức khỏe của gan, thận. Đây là một loại thực phẩm giúp cải thiện rất hiệu quả. Do đó, nó hỗ trợ chức năng thải lọc của thận và gan. Bởi vì những công dụng tuyệt vời đó, mà đây là một loại thực phẩm vàng cho những người bị bệnh thận. Thứ hai, hành tây. Trong hành tây có chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là các chất gốc flavonoid, trong đó quan trọng nhất là casein. Đây là một chất có khả năng kháng viêm, giúp tăng cường hoạt động của thận, đồng thời có thể ngăn chặn mỡ máu, phòng chống các bệnh tim mạch và nhiều loại ung thư. Do đó, những người bị bệnh thận nên thường xuyên bổ sung hành tây vào bữa ăn hàng ngày. Hành tây có thể dùng để chế biến món ăn như các món xào, hành tây xào thịt bò, hành tây xào tim cật. Ngoài ra có thể dùng nước ép hành tây để uống, cũng có rất nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Thứ ba, súp lơ xanh. Súp lơ xanh là một loại rau quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Súp lơ có chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe của gan và thận, như indolate glucosinolate và thiocyanate, có khả năng loại bỏ tối đa các chất cặn bã trong thận, gan, giúp tăng cường sức khỏe của gan và thận. Có thể dùng súp lơ xanh hàng ngày, làm rau ăn hay các món salad đều rất tốt. Thứ tư, ớt đỏ. Ớt đỏ là một trong các loại gia vị có tính cay và nóng, được sử dụng nhiều trong việc chế biến món ăn. Bên cạnh đó, ớt đỏ còn giúp phân hủy các chất thải có trong máu, giúp giảm gánh nặng cho thận. Do đó, bệnh nhân thận nên thường xuyên ăn ớt sẽ rất tốt. Tuy nhiên, những người thường xuyên bị nóng trong thì nên cân nhắc khi sử dụng ớt. Thứ năm, nước ép trái cây. Nước ép trái cây là một trong các thức uống mùa hè giúp thanh nhiệt giải độc, làm đẹp cho da và tóc. Trong thành phần của nước ép trái cây có chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết giúp tăng cường hoạt động đào thải chất độc cho cơ thể. Từ đó tăng cường chức năng thận, giúp cho người bệnh thận giảm nguy cơ bệnh phát triển thành suy thận. Thứ 6. Cải xoăn. Đây là một loại thực phẩm vàng cho sức khỏe. Đặc biệt ở các nước Âu, Mỹ, người ta khuyến khích ăn cải xoăn hơn bất kỳ một loại thực phẩm nào.
trong thành phần của cải xoăn có chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn bất kỳ một loại rau nào khác. Cải xoăn là một nguồn cung cấp rất dồi dào, do đó nó rất cần thiết cho những người bệnh thận. Thứ bảy, tỏi. Tỏi là một loại gia vị quen thuộc, làm tăng gia vị món ăn. Bên cạnh đó cũng được sử dụng nhiều trong việc chữa bệnh. Tỏi có khả năng chống đông máu, chống oxy hóa. Do đó, tỏi rất tốt cho những người bệnh thận. Những người bệnh thận có thể dùng tỏi tươi hoặc lấy tỏi làm gia vị cho các món ăn đều rất tốt. Tác dụng chữa bệnh của tỏi vẫn không hề giảm khi dùng tỏi để chế biến món ăn. Thứ 8. Lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng là một loại thực phẩm giàu protein nhưng ít phốt pho. Đây là một loại thực phẩm rất cần thiết cho người bệnh thận. Bởi những người bệnh thận cần phải tăng cường protein nhưng cần phải hạn chế lượng phốt pho để tránh bệnh phát triển nặng. Lòng trắng trứng đáp ứng được yêu cầu này. Do đó những người bệnh thận nên thường xuyên ăn lòng trắng trứng sẽ giúp kiểm soát sự phát triển của bệnh đối với những người bệnh thận. Tình trạng bệnh sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, phụ thuộc rất nhiều vào các loại thực phẩm mà họ dung nạp vào cơ thể. Những loại thực phẩm giảm gánh nặng cho thận, giúp tăng cường chức năng thận sẽ giúp kiềm hãm sự phát triển của bệnh, đồng thời tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật một cách hiệu quả. Người bệnh suy thận phải hạn chế ăn đạm, vì vậy nên lựa chọn nguồn đạm chất lượng và tốt cho cơ thể. Cá là một lựa chọn tốt bởi ngoài thành phần chính là đạm, trong cá còn có chứa omega 3, một chất béo tốt cho tim mạch và giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Hơn thế nữa, chất béo này còn có tác dụng chống viêm, giúp làm giảm các vấn đề về thận, đặc biệt là các chứng viêm. Có thể lựa chọn nhiều loại cá khác nhau chế biến thành nhiều món ăn cho bệnh nhân. Như vậy, trên đây chúng tôi đã tổng hợp những cách chữa thận yếu bằng đậu đen dễ thực hiện tại nhà, đồng thời cũng chỉ ra 8 loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người bị bệnh thận. Đây là một cơ sở để những người bị bệnh thận lựa chọn các thực phẩm phù hợp cho bản thân. Sử dụng thực phẩm hợp lý là một cách hỗ trợ điều trị bệnh thận hiệu quả khi bị bệnh thận. Ngoài việc tăng cường khám sức khỏe điều trị bệnh theo phác đồ điều trị của bác sĩ, thì bệnh nhân cũng cần có biện pháp hỗ trợ điều trị như việc cải thiện chế độ ăn uống sẽ giúp bệnh mau lành. Hy vọng những thông tin trên đây, quý vị sẽ biết thêm những phương pháp chữa thận đơn giản và hiệu quả. Chúc quý vị thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.